Mời mọi người cùng Hoàng Vũ thực hiện video hướng dẫn thay pin iPad Gen 5 2017, model là A1822-1823. Xin chào 500 anh em, hôm nay Hoàng Vũ sẽ thực hiện một cái video là thay pin iPad nha mọi người. Bây giờ mình cùng nhau phân tích kỹ thuật một xíu. Đây, mình nhận hai con iPad này, mọi người thấy nó phù pin ghê không? À, nó phù pin rất là ghê, nó chữa lên luôn, nó đẩy cái màn hình lên luôn rồi. Hai con iPad này là Gen 5 2017, model là A1822-1823. Đó, model 1822-1823 là Gen 5 2017 đó. Thì nó phù như thế này thì các bạn chỉ có giải pháp là thay pin thôi. Thì thay pin nó phù là các bạn tháo cẩn thận nha. Bây giờ bước tiếp theo, quy trình là mình sẽ tháo rời cái mặt kính ra. Cái dòng Gen 5 2017 này, Gen 5, Gen 6 này, mặt kính nó riêng rồi tới màn hình, xong rồi tới main pin. À, các bạn lưu ý ha, mình phải hiểu được cấu trúc của nó. Các bạn trước khi mà các bạn tháo thay gì, các bạn nên xem tài liệu, xem video, xem trước hết. Sau khi xem cẩn thận rồi mình thao tác cho nó chuyên nghiệp. Nói chung là mình phải phân tích trước, mình xem tài liệu trước, rồi mình đánh giá nó trước rồi mình thực hiện thôi. Còn đối với các bạn kỹ thuật viên, đối với team của mình á, thì mình làm nhiều quá rồi, thì mình nhìn model, nhìn máy là mình đoán được hết rồi. Nên mình làm trăm hay tay quen thôi, chứ không có khó khăn gì, cũng không có tài giỏi gì hết. Đó, thao tác nhiều rồi dẫn đến là cái tay mình là khéo, chuyên nghiệp thôi. Các bạn kỹ thuật viên thì trăm hay tay quen. Đó, bây giờ mình sẽ tháo rời mặt kính ra nha mọi người. Chú ý là mặt kính riêng, màn hình riêng. Ồ, thấy nó chữ ghê lên, chữ ghê không? Nó phù lên, hai cái tảng phù lớn luôn á. Phù như thế này thì không có cách nào chữa trị hết nha mọi người, là chỉ có thay pin thôi. Thì mình quay sơ sơ cho mọi người xem về cách nó phù như thế nào. Phù này là cho cắm sạc liên tục, không có xả, không có nạp vô, không có xả ra. Tức là mình thường thường á, mình phải xài tuần lễ, mình xài cho nó xuống 5%, rồi mình sạc đầy lại. Chứ mình đừng cắm nhồi 3%, xong mình xài vừa cắm vừa xài vân vân, thì nó xài không đúng cách, nó sẽ phù. Đây, đồ ngời của mình thì có một cái tuôn và benzene hoặc là xăng thơm. Đó, cái này là cái vỉ đổ chân của IC iPhone iPad đó mọi người. Vỉ đổ chân mình dùng để mình làm thiết bị mình tháo. Sau đây là mình sẽ vệ sinh sạch phía dưới. Và trên cái benzene này thì nó có keo rồi. Hoặc là các bạn có thể là dán keo ba em của Mỹ. Đây, trên cục pin đây, mình đặt vô hoa. Pin này nó có keo, mọi người thấy nó phản ly đúng không? Nó không có chút gì gọi là phù, chút gì gọi là chữa lên hết. Đó, bây giờ mình sẽ đi keo. Sau khi đi keo rồi mình đặt màn hình vào và cảm ứng vào, mình test. Test nữa, test xong rồi mình dán keo ba em, mình ép nó xuống nữa là xong. Đó, quy trình thay pin iPad Gen 5 2017 model A1822-1823 rất là nhanh chóng, chuyên nghiệp. Được thực hiện bởi đội ngũ của Hồng Vũ Center. Kinh nghiệm bên trung tâm mình là làm tầm 15 năm trong lĩnh vực này rồi, nên là mấy cái này là rất là chuyên nghiệp, quy trình xây dựng bài bản hay mọi người. Chúc các bạn xem video này và có kiến thức tổng quan về thay pin iPad Gen 5 2017 A1822-1823 nói riêng, và các dòng như là iPad E1 này, rồi iPad E3, E4, Gen 6, Gen 7 vân vân. Quy trình thì nó cũng như nhau thôi nha mọi người. Thì các bạn xem một video thì có thể biết được nhiều video, hoặc là các bạn trực tiếp muốn xem video nào thì trên kênh Hồng Vũ Center của mình đều có hết video chuyên đề. Ví dụ thay một kính iPad E1, thay một kính iPad E2, hay là thay pin iPad E1, thay pin iPad E2 gì đó, thì các bạn có thể search đúng tiêu đề trên YouTube, trên Google nó sẽ ra. Đây, mọi người xem ha, mình gắn vô, mình test trước. Mình test một cách cẩn thận, tuy là thay pin nhưng mà phải test full chức năng. Mình phải test màn hình, test cảm ứng, test âm thanh, rồi test lên wifi, camera trước, camera sau, rồi test mic. Rồi nói chung là test full chức năng. Một quy trình như vậy nó mới chuyên nghiệp. Tránh trường hợp sau khi mà thay pin thì nó có những lỗi lặt vặt nó phát sinh xảy ra ngoài ý muốn. Trước khi thay thì mình cũng phải test full chức năng, sau khi thay mình cũng phải test lại full chức năng, để cho cái sản phẩm đầu ra đó, cái sản phẩm thay pin nói riêng và các sản phẩm như thay màn hình, thay mặt kính, vân vân, hay sửa nguồn gì đó, nó đều chất lượng và chuyên nghiệp hết. Sản phẩm đầu ra nó phải hoàn hảo, tối ưu nhất, chất lượng nhất, để cho mọi người yên tâm về dịch vụ tại Hồng Vũ Center. Sau khi xong rồi mình lắp lại rồi đưa ra bộ phận là QC, các bạn nữ sẽ kiểm tra tết lại một lần nữa rồi sẽ gọi điện mời khách hàng đến lấy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và subscribe kênh của mình.